Xin chào các bạn với kênh của mình. Hôm nay ta sẽ cùng nhau đến với một cái dạng bài cũng khá là dễ gặp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đó chính là giải phương trình nghiệm đối xứng. Thì trước khi bắt đầu video, bạn nhớ nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Rồi, ok, ta sẽ bắt đầu. Rồi, trước hết thì mình sẽ đến với phần lý thuyết. Đây đó chính là gì? Lý thuyết. Rồi, xét phương trình f(x) bằng 0. Thì ở đây phương trình f(x) bằng 0 có một cái nghiệm rất là đặc biệt, đó chính là x0 là nghiệm. Và đồng thời k chữ x0 cũng là nghiệm. Phương trình này có hai nghiệm là x0 và k chữ x0. Thì bạn lưu ý cho mình thì k nó sẽ là một cái số chẳng như số 1, số 2, số 3 gì đó. Thì chúng ta nhận xét được là x0 là nghiệm và k chữ x0 cũng là nghiệm. Thì phương trình này thì thường là chúng ta sẽ không biết giới hạn hoặc là lượng chung được. Thì ở đây nếu như chúng ta nhận xét được x0 là nghiệm và k chữ x0 cũng là nghiệm, vậy thì dẫn đến đây thì ta sẽ có một số hệ quả quan trọng, đó chính là gì? Phương trình sẽ luôn có hai nghiệm, sẽ luôn có hai nghiệm là x0 và k chữ x0. Vậy thì để phương trình có đúng một nghiệm, để phương trình có đúng một nghiệm, điều kiện cần và đủ đó chính là gì? Khi và chỉ khi x0 phải bằng k chữ x0, hai nghiệm này phải trùng lên nhau thì đó phương trình mới có đúng một nghiệm. Thì điều này xảy ra khi và chỉ khi x0 bằng k chia 2. Đây thì đây chính là cái điều quan trọng của chúng ta, đó chính là phương trình sẽ luôn có nghiệm là k chia 2 khi mà phương trình có đúng một nghiệm. Rồi, thì vậy thì cái này chính là dấu hiệu để chúng ta nhận biết được. Thì nếu như chúng ta gặp một số dạng bài nó kêu là tìm m chẳng hạn để phương trình có đúng một nghiệm, thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến là nó sẽ có hai nghiệm là x0 và một cái số nào đó trừ x0, thì điều này nó sẽ ra có một nghiệm, đó chính là cái nghiệm x0 đó phải bằng k chia 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài tập ví dụ. Thì nhìn phương trình này thì nó khá là rối. Thì bước đầu tiên rất là dễ, đó chính là gì? Mình sẽ bình phương hai vế lên. Rồi mình sẽ đặt cái phương trình trên đề bài là sao. Thì sao sẽ tương đương với điều gì? 4 mũ x bình phương vế bên trái bằng vế bên phải là m 2 mũ x cos pi x trừ đi 4. Đây, tương đương với lại 4 mũ x cộng với lại 4 bằng m nhân 2 mũ x cos pi x. Các bạn để ý kỹ một điều cho mình, đó chính là cái này không thể nào là phương trình giải theo cách hàm lượng chung được. Bởi vì sao? Thì nhìn thấy thì nó có ẩn mờ mà nó không đối xứng gì hết, thì cho nên chúng ta không thể nào dùng phương pháp hàm lượng chung được. Thì ở đây các bạn nhận xét cho mình như sau, đó chính là gì? 2 mũ x là một cái đại lượng nó luôn dương, vậy thì mình sẽ chia 2 mũ x cho hai vế cho đỡ phức tạp. Đó chính là gì? Tương đương với lại 2 mũ x cộng cho 4 nhân 2 mũ trừ x chính là bằng m lần cos pi x. Thì đến đây thì mình sẽ đưa cái số 4 lên mũ, tính là 2 mũ x cộng với lại 2 mũ 2 chữ x bằng m cos pi x. Rồi thì để giải phương trình này thì chúng ta sẽ có một cái nhận xét cực kỳ quan trọng, đó chính là gì? Một cái mũ ở đây là x và một mũ ở đây là 2 chữ x. Vậy thì mình sẽ đưa ra một cái nhận xét cực kỳ quan trọng, đó chính là gì? Nếu x0 là nghiệm của phương trình, đặt phương trình này là 2 sao, x0 là nghiệm của phương trình 2 sao, chúng ta sẽ dẫn đến một điều cực kỳ quan trọng, đó chính là 2 chữ x0 nó cũng là nghiệm của phương trình 2 sao. Thì tại sao điều này lại đúng? Bởi vì dấu hiệu thứ nhất mình nhận ra được đó chính là ở đây là x và ở đây là 2 chữ x. Thì khi chúng ta hoán đổi cho nhau, nghĩa là mình đặt x0 bằng 2 chữ x0 thì cái giá trị nó cũng không đổi. Và bây giờ thì để mình chứng minh điều này thì rất là dễ. Như sau, mình sẽ chứng minh bên đây. Để ý cho mình như sau. Giả sử x0 là nghiệm. x0 là nghiệm của phương trình này. Ta sẽ suy ra điều gì? 2 mũ x0 cộng 2 mũ 2 chữ x0 bằng m lần cos pi nhân cho x0. Vậy ta sẽ suy ra được một điều, đó chính là khi ta chuyển vế qua 2x0 cộng cho 2 mũ 2 chữ x0 trừ cho m lần cos của pi x0 sẽ bằng 0. Rồi, thì điều này sẽ bằng 0. Bây giờ mình sẽ thay 2 chữ x0 vào. Nghĩa là gì? Mình xét hàm số fx bằng 2 mũ x
cộng 2 mũ 2 chữ x trừ m cos pi x. Rồi, khi ta thay f của 2 chữ x 0 vào, chúng ta sẽ thay vào 2 mũ 2 chữ x 0 cộng cho 2 mũ, thấy 2 chữ x 0 ở đây là x 0 trừ cho m cos pi của 2 chữ x 0. Bạn lưu ý cho mình cái cos pi 2 chữ x 0 này chính là bằng cos pi cos 2 pi trừ pi x 0. Mà cái này cũng chính là bằng cos pi x 0 như thế này. Tại vì cos của 2 pi là một hàm điều hòa với chu kỳ là 2 pi, cho nên cái này chính là bằng cos pi x 0. Vậy thì cái này cũng đồng thời bằng 0. Cả cái cụm này trừ cho cái này cũng bằng 0. Vậy thì đến đây ta sẽ đưa ra một kết luận rất quan trọng, đó chính là 2 chữ x 0 cũng là nghiệm của phương trình fx bằng 0. Và vậy ta sẽ suy ra được một điều, đó chính là x0 cũng là nghiệm và 2 chữ x0 cũng là nghiệm. Vậy thì để phương trình có nghiệm một nghiệm thực duy nhất, vậy thì x0 bằng 1 phải là nghiệm của phương trình là bằng k chia 2, số 2 chia 2 là số 1. Bởi vì khi x0 bằng 1 thì hai cái này cùng bằng nhau bằng 1 luôn. Cho nên x0 bằng 1 phải là nghiệm của phương trình. Tức là sao, khi chúng ta thay vào cái phương trình sau này. Khi thay vào phương trình sau, ta sẽ suy ra điều gì? Số 1 phải là nghiệm của phương trình này, đó 4 mũ 1 bằng m nhân cho 2 mũ 1 nhân cho cos của pi nhân 1 trừ đi 4. Ở đây tương đương với lại 4 với 4 là 8. 8 chia 2 là 4. Cos pi là bằng trừ 1, vậy là m phải bằng trừ 4. Đây, đây chính là kết quả cuối cùng của bài toán là m phải bằng trừ 4. Thì phương trình mới có nghiệm thực duy nhất là x0 bằng 1. Vậy thì đáp án chính xác đây chắc chắn là phương án C. Như các bạn thấy thì bài này là một bài không quá khó. Tuy nhiên chúng ta phải đưa ra được cái nhận xét cực kỳ quan trọng, đó chính là gì? Nếu như x0 là nghiệm thì 2 chữ x0 cũng phải là nghiệm của phương trình này. Vậy khi đó để phương trình có đúng một nghiệm thực thì x0 phải bằng 2 chữ x0 và cùng bằng 1. Cảm ơn đã xem, đã thấy video của mình hay hấp dẫn, đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.